xin kính chào quý vị và các bạn minh hải miền đông quay trở lại để gửi tới các bạn với một câu chuyện rơi xuống địa ngục ngay đêm tân hôn khi người chồng lịch lãm mang lên giường một vật lạ sau đây kính mời quý vị các bạn lắng nghe chi tiết bình luận và chia sẻ về câu chuyện này Vào ngay đêm tân hôn Xuân lật run người khi nghe chồng nói một câu Rồi chỉ tay vào chiếc còng nằm trên bàn Xuân vừa hoảng loạn Vừa đau đớn Nằm trên giường Xuân là cô gái xinh đẹp Mơn mởn độ tuổi 23 Học xong đại học Nhưng cô vẫn chưa có mối tình nào Vì Xuân khó yêu người bằng tuổi Cô cho rằng đàn ông lớn tuổi sẽ chỉnh chạc và yêu thương vợ hơn. Từ lần đầu gặp Quốc, Xuân đã rung động. Sau đó cô nghe nói anh có một đời vợ, lý do ly hôn là không hợp khi chung sống. Quốc có vẻ ngoài lịch lãm, nam tính, hơi lạnh lùng và khô khan. Nhưng những lúc Xuân gặp khó khăn, anh đều nhiệt tình giúp đỡ, chu đáo quan tâm tình cảm của Xuân dành cho quốc dần lớn lên lúc nào không hay. Đến một lần uống vài ly khi hội họp với bạn bè về, Xuân liều mình ngã đầu vào vai quốc, anh cũng để yên chẳng nói gì. Mấy ngày sau, quốc mới ngỏ lời bày tỏ tình cảm. Xuân là cô gái lần đầu được yêu, hạnh phúc vô cùng, chỉ cần quốc nói thì Xuân luôn tin tưởng tuyệt đối xuân là kiểu phụ nữ truyền thống nên dù có đang chìm đắm trong tình yêu thì cô vẫn giữ mình rất là kỹ nghe cô nói muốn giữ đến đêm tân hôn thì quốc giật ra mặt xuân nghe anh nói từng đã có vợ nên việc kìm nén khó khăn lắm chỉ mới quen nhau chưa được nửa năm thì quốc ngỏ ý cầu hôn làm đám cưới vào cuối năm nay anh cũng nói năm nay mới hợp tuổi còn không thì phải đợi đến 3 năm sau. Và anh thì không muốn như thế. Dù thấy hơi vội vàng nhưng Xuân đã bị Quốc thuyết phục. Đám cưới vui vẻ diễn ra, ai cũng vui mừng vì Xuân vừa ra trường thì lại lấy được người chồng giám đốc giàu có. Xuân vẫn đang đắm mình trong hạnh phúc, nghĩ bản thân là người phụ nữ may mắn, chỉ đến đêm tân hôn cô mới bàng hoàng hiểu ra lý do vì sao chồng mình đã bị ly hôn. Tối đó, khi đèn vừa tắt, thì Xuân nghe Quốc nói một câu: "Đêm nay anh sẽ làm em cả đời cũng không quên được." Rồi chỉ vào chiếc còng tay nằm trên bàn bên cạnh giường, Xuân còn chưa hiểu ra chuyện gì, thì Quốc lấy chiếc còng tay đó khóa chặt tay cô lại. Xuân vừa hoảng loạn vừa đau đớn nằm trên giường chịu trận như một con thú bị mắc bẫy. Không hề có sự dịu dàng nồng nàn mà cô mong đợi. Quốc như một người hoàn toàn khác khiến Xuân đau đớn tột cùng. Thậm chí, Xuân còn nghe những tiếng chửi tục từ miệng của người chồng mới cưới. Người Xuân lạnh rung, dù cô bật khóc cũng không ngăn được Quốc. Cô càng khóc thì càng bị chồng đánh không thương tiếc. Em khóc cái gì không thích hai sau mà lại khóc. Sáng hôm sau, Quốc lại trở về dáng vẻ bình thường, chu đáo dịu dàng với vợ. Nhưng chỉ cần nhìn thấy chồng, Xuân đã lạnh người hoảng sợ. Cô không hiểu vì sao người chồng nhẹ nhàng quan tâm mình, ban sáng lại trở thành một kẻ bạo dâm khi đêm xuống. Không ở lại nhà chồng thêm ngày nào nữa, Xuân ôm đồ bỏ chạy đây không phải là cuộc sống hôn nhân mà cô từng mơ ước, mà là chốn địa ngục đáng sợ. Anh ta sẽ tra tấn cô khi gần gũi, anh ta chỉ muốn làm cô đau. Khi nghe vợ nói muốn ly hôn, quốc chết sững. Anh ta lao tới ôm Xuân rồi khóc lóc cầu xin tha thứ. Nhưng Xuân đã hoàn toàn mất niềm tin vào người chồng này từ đêm tân hôn kinh hoàng kia dù vậy cô vẫn lo lắng vì chỉ vừa cưới được một ngày đã ly hôn cô không muốn cha mẹ mình mang tiếng vì mình cô phải làm sao đây và tiếp theo kính mời quý vị và các bạn lắng nghe câu chuyện thứ hai ly hôn người chồng quá hoang dã chuyện chăn gối giờ tôi hối hận ngay ngày đầu tiên gần gũi anh đã làm tôi có phần hoảng sợ ngay bây giờ khi viết lên những dòng này Tôi vừa ly hôn chồng được 3 tháng Và thực sự đó là một quyết định đau đớn Một sai lầm lớn nhất trong cuộc đời của tôi Người ta cứ nói mãi về đổi mới phòng the Khi vợ chồng đã quá tỏ đường đi lối về Ngày ấy tôi không nghĩ việc này lại quan trọng đến vậy Tôi sinh trưởng trong một gia đình nể nếp, gia giáo Nên từ bé đã được nuôi dạy theo truyền thống vì thế tôi tự mình có phần cổ hủ chồng tôi thì ngược lại anh khá cởi mở chuyện yêu anh là mối tình đầu của tôi nhưng tôi là mối tình thứ ba của anh ngày ấy anh nói tôi là cô gái khiến anh cảm thấy an tâm nhất tôi được lựa chọn có lẽ cũng bởi tính cách nhu mì và có phần khuôn mẫu của mình ngay ngày đầu tiên gần gũi anh đã làm tôi có phần hoảng sợ. Anh bày biện một căn phòng tân hôn rất đẹp, đầy lãng mạn. Tôi xúc động mãi về bức ảnh chụp chung đầu tiên của hai đứa được anh phóng to trong phòng tân hôn. Thế nhưng, cảm xúc đó chưa được là lắng lại thì cách anh vồ vập khiến tôi hoảng sợ. Thấy tôi khó khăn khi bắt đầu, anh trấn an tôi bằng thước phim nóng bỏng điều đó khiến một cô gái mới lớn như tôi lúc đó càng thêm kinh hãi tôi thích những bộ phim lãng mạn yêu đương nồng nhiệt nhưng sâu sắc chứ không phải mấy thứ trần trụi trong phim anh cho tôi xem thế là ngay tối đầu tiên đó không phải chỉ riêng tôi mà có lẽ anh cũng nhiều thất vọng những năm tháng sống chung sau đó chuyện quan hệ của chúng tôi thực sự không hòa hợp một phần cũng vì tôi quá cổ hủ, không chịu đổi mới. Anh luôn bắt tôi phải học theo các thước phim nóng bỏng hay làm theo các cô gái mà clip anh gửi cho. Anh muốn tôi mạnh mẽ hơn bằng cách đóng giả các nhân vật trong phim với chiêu trò mà tôi thấy đáng sợ. Anh muốn tôi phải có thêm đạo cụ khi hai người gần gũi, khi thì có cái dây trói tay, lúc lại có thắt lưng quấn vào mông, khi thì bắt tôi ngậm viên đá kích thích ham muốn Tôi làm đủ trò để thỏa mãn anh mà tôi không hề cảm nhận được niềm hạnh phúc cho mình. Thậm chí tôi thấy mình bị hạ thấp nhân phẩm, bị thiếu tự trọng và rồi tôi gây sợ chính mình. Đến khi không chịu nổi, tôi là người đơn phương ly hôn. Nhưng giờ đây tôi biết mình sai. Ngoài những lúc hoang dại trên giường, anh là người chồng chuẩn mực. Tôi đã cổ hũ để rồi trả giá như vậy đó vâng đây là hai câu chuyện mà tôi vừa cập nhật gửi tới để cô chú anh chị lắng nghe chia sẻ về hai câu chuyện này tôi rất chân thành cảm ơn đến đây tôi xin tạm dừng video lại hẹn gặp quý vị và các bạn những video tiếp theo trên kênh của minh hải miền đông xin chào tạm biệt